Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. 5 năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu giúp các cơ quan ban ngành trong việc hướng thông tin tuyên truyền, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước của tỉnh. Công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành chức năng để kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội được chú trọng. Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh đã tổ chức đấu tranh, bóc gỡ nhiều thông tin xấu độc trên không gian mạng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác của quần chúng nhân dân. Các vấn đề phức tạp, nhạy cảm được quan tâm giải quyết kịp thời, không để các thế lực thù địch chống phá, lợi dụng vấn đề nổi cộm để kích động nhân dân, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, kịp thời dự báo tình hình, phát hiện những vấn đề phức tạp, điểm nóng, phương thức chống phá của các thế lực thù địch để tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch một cách kịp thời, hiệu quả, tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ đảng viên, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, thường xuyên củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các lực lượng, nhất là lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh phản bác. Lực lượng công an các cấp nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, phát hiện sớm âm mưu hoạt động, phát tán thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, đối tượng xấu để kịp thời đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa. Chú trọng đấu tranh với hoạt động của các hội, nhóm chống đối trên không gian mạng liên quan an ninh quốc gia, chủ động phối hợp với các ngành chức năng nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về sử dụng Internet, mạng xã hội.